à không, cái vai diễn này thì mình được mời trực tiếp. Là Gareth mời. Nói chung là Gareth cũng có coi phim Hai Phượng rồi, cũng thích cái vai từ những cái bộ phim mà Vân đã đóng rồi trước đây. Thì đó là trong một những cái lý do mà Vân được mời. Thực ra thì cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì mình có một cái agency ở bên nước ngoài, bên Mỹ, và agency này họ là những người làm việc rất là cực lực. Thì hầu như là những cái vai diễn mà Vân nhận được á, thì đều là những cái vai, mặc dù nó không phải là một cái vai diễn nổi trội, nhưng mà nó đều để lại một cái ấn tượng nhất định trong những cái bộ phim mà Vân tham gia. Thì trong cái vai Cammy này Vân có hành động nhiều không? Không có gì hết. Nói chung là cái vai này nó khoảng bao nhiêu phần đoạn? Nó khi mà Vân được nhận lời mời của Gareth ấy, thì Gareth cũng cố gắng thuyết phục Vân để tham gia, mặc dù nó chỉ là một vai cameo rất là ít những cái phân cảnh, nhưng mà thực ra nó chỉ là xuất hiện một cách rất là ấn tượng. Có nghĩa là không phải là có nhiều đất diễn, nhưng mà sẽ được kêu tên xuyên suốt cả một cái hành trình kiểu như vậy. Thì cái đó là lúc mà Vân nhận từ cái kịch bản chính thôi. Còn bây giờ cái bản dựng bây giờ thì Vân không biết nó đã thay đổi như thế nào rồi. Và thực chất thì đã tham gia nhiều dự án Hollywood rồi, thì Vân cũng hiểu được là khi mà mình cầm một cái kịch bản và khi mà mình được quay và cho đến khi mà ra sản phẩm cuối cùng á, thì nó cả một cái hành trình dài lắm. Cho nên bản thân đã tham gia nhiều dự án này thì Vân cũng không có mong chờ gì nhiều cho cái việc là nó sẽ làm một cái gì đó rất là hoành tráng. Có thể là tại vì trong Hollywood thì Vân biết rằng là khi mà mình làm một cái kịch bản á, thì hầu như cái thời lượng trên phim á, đều dành cho diễn giải cái nội tâm và cái câu chuyện của nhân vật chính. Cho nên nó sẽ luôn luôn, những cái nhân vật phụ sẽ luôn luôn bị cắt xén rất là nhiều. Và nhất là những cái vai mà chỉ là theo một dạng cameo như Vân á, thì Vân chỉ mong là nó không bị cắt hết. Thật ra hôm nay á, từ khi mà cái trailer của cái phim này tung ra đó, thì nhiều người á, lại thấy, tức là mặc dù không ai nói gì mà ta nhìn vô là ta biết Vân liền. Thành ra là với công chúng á, là mọi người lại kỳ vọng cái vai diễn của Vân nhiều. Cho dù Vân không nói gì thì mọi người cũng kỳ vọng rất là nhiều luôn. Thành ra nếu như mà khi mà cái tác phẩm nó hoàn chỉnh mà cái vai không có nhiều lắm á, thì nó cũng không có lạ so với kịch bản mình nhận được. Nhưng mà với công chúng thì Vân có sợ họ nói là lại là dự án Hollywood mà cuối cùng Vân đóng chỉ có một hai cảnh thôi chẳng hạn gì hay không? Thì Vân thấy cái đó nó cũng không có gì mới. Tại vì từ xưa giờ những cái dự án Vân tham gia từ Star Wars cho tới Old Guard thì và những bộ phim khác thì Vân cũng từ từ cố gắng thuyết phục bằng những cái cách mình làm việc, để làm như sao để chứng tỏ mình thêm cho những nhà sản xuất và những đạo diễn lớn. Hiện tại thì thực ra những cái cơ hội để có những cái vai diễn nó có nhiều đất diễn thì cơ hội dành cho diễn viên châu Á rất là ít. Thì cũng may là bộ phim này quay ở Việt Nam, quay ở châu Á, và đất diễn của Vân thì thực sự là khi được nhận lời mời thì nó không phải là một cái vai diễn có nhiều đất diễn. Cái đó là Vân xin khẳng định luôn. Còn sau khi từ cái kịch bản chính cho tới cái lúc mà ra phim thì nó bị cắt xén bao nhiêu thì Vân không biết. Thì có thể là nó chỉ là một cái thấp thoáng nào đó. Vân cũng mong rằng là nó cũng vẫn còn để là một cái ấn tượng. Mặc dù nó là những cái vai bé nhỏ, nhưng mà để được xuất hiện trong những cái bộ phim tầm cỡ như thế này thì Vân thấy rằng là đó cũng là một trong những cái cơ hội để cho mình được nhận định, được nhìn thấy và được thấy được cái khả năng của mình đối với những cái bước tiếp theo của những bộ phim tiếp theo. Nhưng mà thật ra đó, khi mà Vân nhận được những cái lời mời từ phía những cái tác phẩm lớn của Hollywood đó, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà nhiều lần rồi. Thế thành ra là bản thân Vân có đặt một cái KPI cao hơn là nếu mà những cái kịch bản mình chọn sau này cũng phải chắt lọc hơn cái vai mình có một cái thân phận như thế nào hơn không? Thật ra như Vân đã chia sẻ rất là nhiều lần trước đây trong những lần phỏng vấn trước đó, là Hollywood không dễ dàng, không dễ một tí xíu nào hết để chinh phục được những cái bộ phận đưa ra những cái quyết định cho những vai diễn rất là khó. rất là khó. Mình nói ngôn ngữ và mình phải hiểu cái ngôn ngữ đó, và mình phải đồng cùng chung một cái cách suy nghĩ cùng với họ, thì Hòa Mai mình mới có thể được chấp nhận. Vân thì Vân thấy mình đang từ từng bước nhỏ để chinh phục, để chứng tỏ cái khả năng của mình. Nhưng mà cái may mắn lớn nhất của Vân đó là mình có một cái công ty agency rất là tốt. Họ đều sàng lọc hết tất cả những dự án trước khi đến tay Vân, và hầu như mặc dù nó là những cái vai nhỏ nhưng họ luôn luôn nói là đó là những cái viên gạch đầu tiên để mình có thể bước tới những bước lớn hơn. Và Vân chấp nhận cái điều đó, và rõ ràng là những dự án Vân đến tham gia đến bây giờ nó đều là những dự án lớn. Nhưng mà để có mặt trong những cái dự án như thế này thì mặc dù nó là những cái viên gạch nhỏ nhưng mà mình sẽ học được thêm nhiều kinh nghiệm để mình giao tiếp và để mình khẳng định mình hơn nữa trong những cái dự án tương lai. Vân có phải đóng với Phong Xanh nhiều không? Không, cái vai của Vân thì không có đóng Phong Xanh. Trước đây cũng có một vài nữ diễn viên á, cũng nói là mình tham gia những dự án Hollywood rất là hoành tráng, nhưng mà thật sự phim ra thì chỉ xuất hiện có mấy giây thôi, xẹt qua xẹt lại màn hình. Thì Vân thật sự bây giờ Vân cũng chưa xem phim, nhưng lỡ khi nào cái sản phẩm nó như vậy thì Vân có ngại là khán giả nó sẽ đào mồm, người ta so sánh mình với những cái chuyện lúc trước hay không? Cũng không có gì phải sợ hết, tại vì thật ra những dự án trước đây như từ Star Wars tới Ogre thì Vân cũng có rất là ngắn những cái thời lượng trên những cái bộ phim đó. Thì Vân nghĩ là trừ khi nào có một cái vai mà Vân thực sự khẳng định chính cái tài năng của mình thì lúc đó thì Vân mới lên tiếng để có thể tự hào hô vang thôi. Còn từ xưa tới giờ bất cứ những dự án nào thì Vân cũng rất là âm thầm lặng lẽ theo dõi và thầm mừng cho bản thân mình, và cảm thấy rất là hạnh phúc khi có thể được tham gia được những dự án như vậy mà thôi. Chứ Vân chưa bao giờ kêu ca một cái gì nó quá mức trên những cái gì mà Vân đã nhận. Vân không nói nhưng công ty truyền thông để phát hành phim người ta vẫn muốn nhấn tên Vân như vậy. Cái đó không phải là lỗi của Vân. Vân ơi, trong phim này nghe nói là Vân có chủ động nói một số câu thoại bằng tiếng Việt đó. Vân kể thêm về điều đó. Có. Thực ra là hầu như tất cả những dự án Hollywood mà Vân tham gia thì Vân luôn luôn tìm cách nào đó để chứng tỏ cái nguồn gốc của mình. Vân nói một cách vui chút xíu là bỏ chút xíu nước mắm vô kiểu giống như là để cho người ta biết là ok, tôi là một người nữ diễn viên đến từ Việt Nam. Thì đó là một trong những cái chiêu mà Vân rất là thích. Hầu như là tất cả những cái vai mà Vân tham gia trước đây bằng một cái cách nào đó thì nó được biến và nó được chuyển thành một cái vai diễn người Việt Nam, rồi tên Linh, rồi tên tất cả những cái tên Quỳnh ví dụ vậy. Và nếu mà được có thể thì Vân cũng đổi luôn cái nguồn gốc đó. Thì đối với bộ phim này cũng vậy nữa, Vân cũng có tự bản thân mình không có trong kịch bản bỏ vào một vài câu thoại tiếng Việt, không biết nó còn không, mong là nó vẫn còn đó để khán giả Việt Nam mình coi vẫn còn thấy cái gì đó rất là thân quen. Không biết là cachet đủ mua một hộp phấn mắt không ha? Cái đó phải hỏi anh Huy Trần. Mua rất nhiều hộp phấn mắt nha anh, đừng bắt em xài tới cuối đời. Chị ơi, trong quá trình mà mình làm á, thì tại vì phim này là cũng có là John David Washington là hậu bối của Denzel Washington, thì cái kỷ niệm của chị với lại những diễn viên khác như thế nào? Chị thì có tiếp xúc với lại John, chị cảm thấy rất là bất ngờ vì John ở ngoài rất là trẻ con. Và thí dụ như mình đã xem John trên Tenet rồi thì mình thấy mình cứ nghĩ trong cái suy nghĩ của chị là John là một người rất là chững chạc và rất là khó gần, bởi vì nhìn những cái vai diễn mà cậu ấy chọn đều là những vai rất là nghiêm túc. Nhưng mà John ở ngoài thì rất là lầy lội, rất là dễ thương đúng theo cái tuổi của anh ta, và rất là hoạt bát, rất là chia sẻ. Và chị cảm thấy là khi mà được làm việc với John thì chị mới thấy thật sự là người diễn viên ở ngoài họ hoàn toàn khác với là những cái vai diễn mà anh nhận. Thì đó là một trong những cái ấn tượng mà của chị đối với John. Có bao giờ chị đóng nhiều phim Hollywood như vậy rồi, có bao giờ chị nghĩ là chị sẽ có một cái đề cử cho mình vào cái giải nữ diễn viên phụ, hoặc là thậm chí là nữ diễn viên chính của Oscar, hay là những cái liên hoan phim có tiếng trên thế giới? Thời điểm này thì chưa nghĩ tới việc đó. Đợi chị có một vài cái vai diễn ấn tượng lận lưng cái đã rồi chị sẽ nghĩ tới. Nhưng mà hiện tại thì đối với những cái vai diễn này nó còn quá bé nhỏ để chị có thể mơ đến một cái giấc mơ như vậy. Được biết John thì vẫn có ấn tượng với những phim nào khác không vậy? Thực ra là cái phân đoạn của chị á, thì chị chỉ có đóng trực tiếp với John thì và với lại trong những cái lần trên set thì thật ra là chị quay cái phim này rất là ngắn, chị quay đó đúng một ngày ở bên Thái thôi, thì cái khoảng thời gian mà có mặt để giao tiếp với những diễn viên khác thì không có. Và cái phân cảnh của chị thì nó có John, thì cho nên mới cảm thấy là cậu này rất là hoạt bát, rất là tài năng và rất là thông minh, và đó là những cái ấn tượng mà chị nhận được từ John. Trong phim có nhiều cảnh quay ở Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, và những bộ phim Hollywood gần đây thì cũng có nhiều phim lấy bối cảnh ở châu Á và Đông Nam Á, thì chị có nghĩ là họ đang muốn lấy lòng ở trường này không? Sao phải lấy lòng vậy? Tại chị thấy Đông Nam Á mình quá đẹp, có quá nhiều chất lượng luôn, chất liệu, có quá nhiều chất liệu, nhìn hàng cây, những hàng cây dừa, những cái cánh đồng, những cái nhà là lá, thì quá nhiều cái đẹp. Cái mà chị thấy hay trong cái kịch bản này là lúc đầu chị nhận cái concept art đó, là cái mix giữa robot và những cái gì đó nó rất cổ kính của Đông Nam Á, và cái đó là một trong những cái mà art concept mà chị thấy rất là đẹp. Và hiện tại thì mình thấy trên phim qua trailer thì mình thấy cũng nói là một cái combination rất là đẹp và rất là thông minh. Chị đang rất là háo hức để xem. Vậy thì Vân có ấp ủ một cái dự định nào đó về một cái bộ phim khoa học viễn tưởng thuần Việt không? Không. Tại sao? Not now. No. Diễn viên hồi xưa thì có thể mơ xa chứ bây giờ thực tế lắm. No, I don't know. Thực ra là làm những cái bộ phim này mình thấy rất là khó. Công nghệ rồi, kịch bản rồi, cấu trúc của câu chuyện và tất cả mọi thứ. Mình có rất là nhiều cảnh đẹp thì thôi để những anh lớn làm những cái công việc đó. Mình thì nên dùng những cái gì mình đang có hiện tại để làm tốt hơn những cái mà mình đang có ở thị trường mình. Vân có nghĩ là chưa xong. Vân có nghĩ là bây giờ là khi mà Vân nói là mình sẽ đi từng cái viên gạch nhỏ nhỏ lên á, nhưng mà có một cái mặc dù á, về ngoại hình của mình rất là trẻ đẹp nhưng mà tuổi tác cũng là một rào cản, bởi vì diễn viên châu Á bây giờ tấn công Hollywood rất là nhiều và các bạn tuổi rất trẻ đó, thì Vân có nghĩ là mình sẽ hơi muộn hơn, mình thiếu cơ hội hơn không? Nó có một cái câu nói của Dương Tử Quỳnh lúc mà đi lên nhận giải là đừng để ai nói bạn quá thời. Đúng không? Tại vì thật ra đối với điện ảnh là nó unlimited, không có một cái rào cản nào cho tuổi tác hết. Và đó là một trong những cái mà Vân cảm thấy mình thực sự rất là tâm đắc. Và ở độ tuổi nào thì diễn viên cũng sẽ có một cái đất diễn cho một cái vai diễn nào đó, và bạn sẽ nhờ đến cái cơ hội đó để tạo một cái ấn tượng nhất định. Thì cứ chờ thôi. Một vài người ở trong giới có nói rằng là khi mà Studio 68 không còn nữa mà Vân đã có một agency rất là uy tín ở nước ngoài như thế rồi, thì bây giờ Vân chỉ cần tung tăng ở nhà nấu ăn cùng với ông xã và đi đóng phim ở nước ngoài thì sung sướng hơn nhiều so với làm phim, cho nên là cũng sẽ đôi khi sẽ khó để tìm được những cái dự án tiếp theo mà Vân làm đạo diễn hay là sản xuất nữa, thì Vân nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào thì sao ta? Hiện tại mình đang thấy rất là happy, tại vì nhiều khi lâu lâu kéo ông xã ra chỉ vài món đồ, kêu vợ mua này mua kia nó nọ thì nó cũng vui. Hiện tại là Vân đang rất ưa là enjoy cái chapter sau khi kết hôn và bước vào một cái giai đoạn mới, một cái chu kỳ mới cho chính cuộc sống bản thân của mình, và Vân đang rất là enjoy nó. Còn tương lai thì mình phải đợi qua cái giai đoạn mà mình đã hưởng thụ hết, mình đã vui vẻ hết và hạnh phúc hết rồi thì bắt đầu mình mới nghĩ tới như thế nào. Tại vì cũng thật sự thì cũng có xin ông xã rồi là nếu mà ok xong xuôi hết thì phải cho vợ quay trở lại với nghề bằng một cách nào đó, nhưng mà hiện tại thì mình cũng có cái kế hoạch gia đình riêng chút xíu. Tức là có em bé đúng không? Kéo dài mấy năm hay là cứ để tới đâu hay cái đó? Phải có em bé xong, em bé mấy tuổi? Nó trả lời rồi kìa, biết đâu bà 3-4 năm sau cái đó làm sao? Đây, bên này hỏi bên này trả lời rồi nè. Là bên cạnh cái vai trò diễn viên, chị là một nhà sản xuất. Vậy thì khi mà trong cái quá trình chị làm việc với lại ekip creator thì chị học hỏi được điều gì ở trong cái quá trình sản xuất để chị áp dụng vào những cái dự án tương lai nếu có? Ở những dự án khác thì có thể là chị cũng sẽ được học hỏi rất là nhiều, nhưng mà với dự án này là bởi vì chị được mời vào một cái vai cameo, cái vai nó không có nhiều đất diễn, cho nên cái khoảng thời gian mà chị ở chung với là production đó là nó rất là ngắn. Chị qua bên Thái tầm một tuần và cái ngày chị quay là đúng có một ngày thôi, một ngày hai ngày, ngày chị quay thì 2 ngày cho cái phân đoạn của chị thôi, cho nên chị không có nhiều thời gian để tiếp xúc. Nhưng mà tại vì trước đây cũng đã tham gia rất là nhiều dự án của Hollywood rồi thì chị biết cái cách làm việc và chị đã quen với cái cách làm việc đó, và hầu như là những cái gì mà chị học được ở bên Hollywood thì chị đều đem về và áp dụng nó cho những ekip Việt Nam của mình.